Kính mời quý khán giả theo dõi bản tin Thế giới cập nhật lúc 15 giờ trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, Philippines xác nhận nước này và Nhật Bản đã tiến rất gần đến việc ký thỏa thuận hợp tác quân sự giữa hai quốc gia là đồng minh của Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro nói rằng hiện nay Philippines và Nhật Bản đã rất gần với việc ký thỏa thuận tiếp cận đối ứng RAA nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác quân sự, chẳng hạn như đưa quân đội tham gia huấn luyện và cứu trợ thiên tai chuyển giao thiết bị cho quân đội. Tuy nhiên, ông Teodoro từ chối cung cấp mốc thời gian cụ thể. Theo hãng tin Kyodo News của Nhật Bản, thỏa thuận RAA sẽ được ký vào tháng 7 tại Manila trong cuộc gặp giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của hai nước. Philippines đã ký thỏa thuận tương tự với Mỹ và Úc, trong khi Nhật Bản có thỏa thuận tương tự với Anh và Úc. Philippines đã tăng cường hợp tác với ba đối tác an ninh thân cận nhất của nước này là Mỹ, Úc và Nhật Bản trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung Quốc ở Biển Đông. Thưa quý vị, theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, các đảng trong chính phủ liên minh hiện tại của Đức đã thất bại trong cuộc bầu cử nghị viện cho Âu EB. Trong đó, đảng Dân chủ xã hội SPD của Thủ tướng Olaf Scholz ghi nhận kết quả tồi tệ nhất trong lịch sử các cuộc bầu cử toàn quốc. Cụ thể, SPD chỉ được 13,9% tổng số phiếu bầu xếp thứ ba sau đảng cực hữu sự lựa chọn vì nước Đức AFD Đảng Xanh cũng là thành viên của chính phủ liên bang, chỉ giành 11,9% phiếu bầu, giảm mạnh so với kỷ lục 20,5% số ủng hộ trong kỳ bầu cử EB năm 2019. AFD đứng thứ hai với 15,9% số phiếu. Tâm lý bất mãn của cử tri với chính phủ liên minh hiện tại được cho là nguyên nhân chính dẫn đến sự trỗi dậy của AFD. Thưa quý vị, hôm nay Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến bỏ phiếu cho dự thảo nghị quyết về kế hoạch ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hamas ở giải Gaza. Mỹ đã kêu gọi Liên Hợp Quốc ủng hộ kế hoạch này. Các nguồn tin ngoại giao cho biết cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra hôm nay nhưng chưa có xác nhận từ Hàn Quốc, nước dự chức chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng 6. Ông Nas Ivan, người phát ngôn của phái đoàn Mỹ tại Liên Hợp Quốc tuyên bố, Mỹ kêu gọi Hội đồng Bảo an tiến đến một cuộc bỏ phiếu ủng hộ đề xuất trên bàn đàm phán không nên để cơ hội này trôi qua và phải có tiếng nói chung để ủng hộ thỏa thuận. Mỹ, đồng minh của Israel đã bị chỉ trích vì ngăn chặn một số dự thảo nghị quyết của Liên Hiệp Quốc kêu gọi ngừng bắn ở Gaza. Hôm 31 tháng 5, Mỹ đã phát động nỗ lực mới về thỏa thuận ngừng bắn, thả con tin. Theo đó, Israel sẽ rút khỏi các trung tâm dân cư ở Gaza và Hamas sẽ giải thoát con tin. Lệnh ngừng bắn ban đầu sẽ kéo dài 6 tuần, sau đó được gia hạn khi các nhà đàm phán tìm cách chấm dứt vĩnh viễn tình trạng thù địch. Trong một diễn biến khác, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã kêu gọi Israel hoạt động theo cách khác ở Gaza để giảm thương vong cho dân thường. Ông cũng kêu gọi hai bên tham chiến đồng ý đề xuất ngừng bắn ba giai đoạn do Mỹ hậu thuẫn để chấm dứt xung đột. Chúng tôi muốn thấy Israel hoạt động theo một cách khác. Chúng tôi muốn họ hành động chính xác hơn, có mục tiêu hơn. Tuy nhiên, ông Sullivan đổ lỗi cho Hamas mới là bên trì hoãn lệnh ngừng bắn. Viện dẫn rằng nếu Hamas đồng ý ngừng bắn thì cuộc chiến sẽ chấm dứt. Trong nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn, dự kiến hôm nay Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ trở lại Trung Đông với các điểm đến là Ai Cập, Israel, Jordan và Qatar. Hàn Quốc hôm qua đã nối lại chiến dịch tuyên truyền chống Triều Tiên bằng loa phóng thanh sau khi Bình Nhưỡng tiếp tục thả bóng bay chứa rác qua biên giới liên triều. Video do quân đội Hàn Quốc cung cấp cho thấy, xe tải chở loa phóng thanh và binh sĩ lắp đặt loa trong một cuộc tập trận đây là lần đầu tiên Hàn Quốc tập trận kiểu này kể từ năm 2018. Hàn Quốc nối lại chiến dịch tuyên truyền chống Triều Tiên bằng loa sau khi Bình Nhưỡng thực hiện nhiều đợt thả bóng bay chứa rác thải sang Hàn Quốc. Người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc bà Kim Su-kyun tuyên bố: "Các biện pháp chúng tôi thực hiện có thể không chấp nhận được với Triều Tiên, nhưng là để gửi thông điệp về hy vọng và ánh sáng đến binh sĩ và người dân nước này." Âm thanh từ loa có thể truyền xa khoảng 20 km sang lãnh thổ Triều Tiên. Kenya hôm qua cho biết có thể sẽ triển khai cảnh sát đến Haiti trong vài tuần tới để dập tắt nạn bạo lực băng đảng ở quốc gia này. Kenya đang đặt mục tiêu dẫn đầu một phái bộ do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn nhằm bảo vệ Haiti đang bị ảnh hưởng của bạo lực, nghèo đói và bất ổn chính trị. Kenya dự kiến sẽ cử 1.000 sĩ quan tham gia phái bộ cùng nhân viên một số quốc gia khác. Một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào tháng 10 năm ngoái đã phê chuẩn phái bộ này, nhưng tòa án Kenya hồi tháng 1 đã trì hoãn, viện dẫn chính phủ Kenya không có quyền cử cảnh sát ra nước ngoài mà không có thỏa thuận trước. Ngoài Kenya, các quốc gia khác bày tỏ sẵn sàng tham gia phái bộ gồm Benin, Bahamas, Bangladesh, Barbados và Cộng hòa Sát. Quý khán giả vừa theo dõi bản tin thế giới cập nhật lúc 15 giờ trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Xin đăng ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.